Lầu đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việc Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lực thuật những tin chính trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Tòa án quốc gia thành Vatican tuyên án vụ Vatilix II. Người Công giáo Á Khang Đình mong mỗi năm giáo sĩ bị chế độ quân phiệt sát hại sớm được phong chân phước. Cảnh sát Ai Cập cho rằng nữ tu Anastasia bị giết vì đạn lạc các giám mục Venezuela cầu nguyện cho quốc gia. Khủng bố Hồi giáo Silica hồi sinh, tái chiếm 60% lãnh phổ Trung Phi. Đức Hồng Y Robert Sara khích lệ các linh mục cử hành thánh lễ hướng mặt về phía đông. Người nghèo là kho tàng của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bechira Boutros Al-Rahi nói, không nên khích lệ các tín hữu Kitô bỏ vùng Trung Đông. Khóa huấn luyện nhân viên giáo hội ở Syria – Đối phó với khủng hoảng nhân đạo Đức cha Gervas Rosario thang phiền về việc gia tăng các trường Hồi giáo, dạy các tư tưởng cực đoan Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin khác Tòa án quốc gia thành Vatican tuyên án vụ Vatilic II Sau phiên tòa kéo dài 8 tháng Tòa án quốc gia thành Vatican đã kết án hai viên chức Vatican nhưng tha bổng hai nhà báo người Ý trong vụ án Vatilix II. Trong phán quyết đưa ra hôm thứ Năm 7 tháng 7 năm 2016, Đức ông Lucio Vallejo Belda, nguyên thư ký của Hội đồng các vấn đề kinh tế tòa thánh, bị kết án rò rỉ các tài liệu bí mật của Vatican cho các phóng viên. Tòa tuyên án 18 tháng tù giam. Francesca Chauque, là người mà các công tố viên cho là kẻ chủ mưu của vụ rò rỉ này bị kết tội âm mưu. Tuy nhiên, vì tòa án thấy không có bằng chứng kết luận rằng cô ta đã thực tế trao các tài liệu cho các phóng viên, cô chỉ bị 10 tháng tù giam, nhưng đình chỉ thi hành án trong 5 năm thử thách. Nghĩa là, trong vòng 5 năm tới, nếu Francesca Chauque không phạm một tội khác, thì án 10 tháng tù giam được hủy bỏ. Nếu cô phạm vào một tội khác, cô ta phải thi hành hình phạt của án đó cộng với 10 tháng tù giam của án này. Như vậy, Chao Quay giờ đây đã gần sinh con được phóng thích tại tòa. Nicola Mayo, nguyên thư ký cho đức ông Vasilejo Belda, được tuyên bố vô tội vì không tham gia vào âm mưu này. Luigi Nuzzi và Emiliano Fiti Belda là hai nhà báo người Ý đã xuất bản những cuốn sách dựa trên các tài liệu bị rò rỉ đã được tha bỏng trên cơ sở họ không phải là công dân ý hoạt động bên ngoài Vatican, không thuộc thẩm quyền tài phán của quốc gia thành Vatican. Phán quyết của tòa án được coi là nhẹ hơn rất đáng kể so với đề nghị của các công tố viên. Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm và 9 tháng cho Chao Khuy, 3 năm và 1 tháng đối với Đức ông Valerio Bada. Đức ông Valerio Barda sẽ không phải ngồi tù đến 18 tháng vì đương sự đã bị bắt nhiều tháng trước khi phiên tòa kéo dài 8 tháng này được mở ra. Xét vì Đức ông Valerio Barda đã nhận tội, Đức Thánh Cha cũng có thể sẽ ân xá cho đương sự. Phán quyết của tòa án cho thấy những yếu điểm của các công tố viên, mặc dù Chao Quy được xem là nhân vật trung tâm trong vụ này và các thẩm phán cũng tin chắc về vai trò của cô trong vụ án. Các công tố viên đã không trình ra được những bằng chứng thuyết phục rằng cô ta đã tham gia vào vụ rò rỉ này. Trường hợp vô tội của ông Maio là hiển nhiên. Ông chưa từng gặp các nhà báo là những người nhận được các tài liệu bị đánh cắp. Vụ rò rỉ xảy ra sau khi ông kết thúc công việc với đức ông valio Bada. Và thực tế là Tòa án Quốc gia thành Vatican không có quyền tài phán trên Nuzi và Fittipaldi. Khiến cho các quan sát viên nghĩ rằng các công tố viên có thể đã lãng phí thời gian của họ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tòa Thánh là cha Federico Lombardi nói việc truy tố các phóng viên là cần thiết để chứng minh quyết tâm của Vatican muốn chặn đứng các vụ rò rỉ. Lựa chọn duy nhất theo cha Lombardi là can đảm giải quyết vấn đề và hiểu rõ trách nhiệm thực tế của các phóng viên, mặc dù Tòa Thánh thấy trước sẽ gây ra những ý kiến có tính luận chiến về vấn đề tự do báo chí. Châu Quy, người thề rằng cô ta sẽ thụ án tù bất kỳ phán quyết nào của tòa, nói rằng kết luận này của tòa đã kết thúc một phần đau đớn nhất của cuộc đời tôi. Cô tuyên bố rằng phán quyết này sẽ thuyết phục Đức Giáo Hoàng Phan Cô rằng tôi không bao giờ phản bội ngài. Đối với Nuzi và Fiti Party, các nhà báo ủng hộ họ, phán quyết của tòa là một sự xác minh công việc của họ như các phóng viên. Các luật sư của các nhà báo lập luận rằng các thân chủ của họ chỉ săn lùng để công bố sự thật về vấn đề kinh tế của Vatican và họ có quyền dùng các tài liệu có trong tay. Các bị cáo có 3 ngày để kháng cáo quyết định của tòa án nhưng không ai kháng cáo. Anh chị em ở trong tim giáo hội, và anh chị em cho phép chúng tôi gặp gỡ Chúa Giêsu vì toàn cuộc sống của anh chị em nói về Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến đoàn hành hương 200 người nghèo thuộc các giáo phận Pháp lúc 9 giờ sáng hôm mùng 6 tháng 7 trong đại thánh đường Phaolô địa Lục. Đức Thánh Cha nói: Dù hoàn cảnh, lịch sử và gánh nặng của anh chị em thế nào đi nữa thì chính Chúa Giêsu tụ họp chúng ta. Ngài tiếp đón từng người như họ là và trong Ngài tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa Cha. Với các vị đồng hành với anh chị em, anh chị em làm chứng cho tình huynh đệ, yêu thương trợ giúp nhau, tạo điều kiện cho nhau đi hành hương và anh chị em trao ban chính Chúa Giêsu cho họ và cho tôi. Vì Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ điều kiện của anh chị em vì yêu thương, Ngài đã trở thành một người trong anh chị em, bị người khác khinh rẻ, quên lãng, một người không là gì nhưng giáo hội yêu thương và ưa thích điều Chúa Giêsu đã yêu thương và ưa thích. Giáo hội sẽ không an lòng cho tới khi nào không tới với tất cả những người sống kinh nghiệm bị khước từ, loại bỏ và không có giá trị đối với người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đồng hành với đoàn hành hương người nghèo vì tất cả những gì họ đã làm để giúp các anh chị em này về hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót. Họ đã trung thành với lý tưởng của cha Giuseppe Rascinski chia sẻ cụ thể điều kiện sống của dân nghèo, chứ không yêu thương trong lý thuyết. Các lý thuyết chiều tượng dẫn đưa đến các ý thức hệ và các ý thức hệ dẫn đưa chúng ta tới chỗ chối bỏ rằng Thiên Chúa đã làm người như chúng ta. Cuộc sống chia sẻ với người nghèo biến đổi và hoán cải chúng ta. Anh chị em đã bước vào cuộc sống và sự thất vọng của người nghèo và đã dấy lên một cộng đoàn tái trao ban cho họ một cuộc sống, một căn cước, một phẩm giá và năm thánh lòng thương xót là dịp giúp tái khám phá và sống chiều kích liên đới, huynh đệ, trợ giúp và nâng đỡ nhau. Anh chị em hãy duy trì lòng can đảm giữa các âu lo, duy trì niềm vui và hy vọng. Ước chi ngọn lửa ấy đừng tắt ngấm nơi anh chị em. Đức Thánh Cha đã phó thác cho các anh chị em nghèo một sứ mạng, đó là cầu nguyện cho ơn hoán cải của tất cả những ai là nguyên nhân tình trạng sống nghèo túng của họ, để xin ơn hoán cải cho họ Cầu nguyện cho biết bao nhiêu người giàu ăn mặc sang trọng, mở tiệc tưng bừng, nhưng không nhận ra biết bao nhiêu Lazaro nghèo trước cửa nhà, thèm một chút thức ăn thừa từ bàn của họ. Cầu nguyện cho các tư tế, các lề vì tránh né và ngoảnh mặt đi, không cứu giúp người bị nạn giờ sống giờ chết. Cầu nguyện cho họ và cho biết bao nhiêu người khác dính líu tới cảnh nghèo túng và khổ đau của họ. Mỉm cười với họ từ thâm tâm. Cầu mong sự lành cho họ và xin Chúa Giêsu hoán cải họ. Nếu anh chị em làm điều đó, tôi bảo đảm với anh chị em là sẽ có niềm vui lớn trong giáo hội, trong tim anh chị em và trong nước Pháp thân yêu. Đức Hồng y Robert Sarah khích lệ các linh mục cử hành thánh lễ hướng mặt về phía đông. Đức Hồng y Robert Sarah, tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đã khuyến khích các linh mục cử hành thánh lễ trong tư thế Ad Orientum bắt đầu từ mùa vọng này. Trong phụng vụ Kitô giáo, thuật ngữ Ad Orientum là tiếng Latin có nghĩa là hướng về phía đông, dùng để mô tả một tư thế đặc biệt của một linh mục khi cử hành thánh lễ. Trong tư thế Ad Orientum, vị linh mục dân thánh lễ hướng về bàn thờ và quay mặt về hướng đông. Như thế, vị linh mục và cộng đoàn cùng nhìn về một hướng thay cho tư thế linh mục quay xuống đối mặt với cộng đoàn. Tôi xin anh em thực hiện thực hành này bất cứ nơi nào có thể. Đức Hồng y Sarah nói như trên, trong hội nghị phụng vụ thánh tại London vào ngày mùng 5 tháng 7, ngài khuyến khích các linh mục chuẩn bị cho sự thay đổi này bằng cách giải thích ý nghĩa của tư thế ad Orientum cho anh chị em giáo dân. Điều rất quan trọng là chúng ta trở lại càng sớm càng tốt với định hướng chung, trong đó các linh mục và anh chị em giáo dân cùng quay về một phía là phía đông, hoặc ít nhất là hướng về cung thánh, hướng về Chúa, là đấng sẽ ngự đến. Đức Hồng Y nói, thật là thích hợp để bắt đầu sử dụng tư thế này khi giáo hội bước vào mùa vọng, là mùa chúng ta mong đợi Chúa đến. Tuy nhiên, sáng thứ Hai 11 tháng 7, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Sara chỉ phát biểu một ý kiến của riêng Ngài, chứ không phải là đưa ra một chỉ thị của Vatican. Và đến nay, chưa có chỉ thị mới nào về phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng sắp đến. Một giám mục California qua đời năm 1991 được tuyên phong bậc đáng kính. Trong buổi điều trần ngày 8 tháng 7 với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn nghị định tuyên thánh cho chính vị. Trước hết, Đức Thánh Cha phê chuẩn việc công nhận một phép lạ nhờ lời cầu bầu của cha Romieres Luis sinh năm 1809 và qua đời năm 1890. Ngài là một linh mục người Pháp, là đứng sáng lập dòng nữ, thánh thiên thần hộ thủ, Việc công nhận phép lạ này mở đường cho việc tuyên phong chân phước cho Ngài. Đức Thánh Cha Francisco cũng phê duyệt hai sắc lệnh công nhận việc tử đạo, mở đường cho việc tuyên phong chân phước cho cha Antonio Arribas Hotigela và sáu bạn tử đạo thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu bị giết tại Serena, Catalonia, Tây Ban Nha trong cuộc nội chiến tại quốc gia này. Anh Joseph Maynard, một giáo dân Ý đã hoạt động trong hội thánh Vincent de Paul, một người chồng và người cha của một trẻ sơ sinh. Anh bị gọi nhập ngũ vào quân đội của Hitler, nhưng kiên quyết từ chối đọc lời tuyên thệ trung thành với Hitler. Anh chết trên đường tới trại tập trung. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng chấp thuận việc công nhận các nhân đức anh hùng cho sáu vị tôi tớ Thiên Chúa là các vị sẽ được vinh danh với danh hiệu bậc đáng kính. Đức cha Alphonse Gallegos là giám mục phụ tá Sacramento, sinh năm 1931 và qua đời năm 1991. Ngài sinh tại Albuquerque, thủ phong linh mục dòng Agustino vào năm 1958 và được tấn phong giám mục vào năm 1981. Cha Rafael Sánchez Garcia, sinh năm 1911 và qua đời năm 1973, là một linh mục triều tại Tây Ban Nha. Thầy Andre Garcia Acosta, sinh năm 1800 và qua đời năm 1853, là một tu sĩ Francisco sinh tại Tây Ban Nha và qua đời ở Chile. Cha Giuseppe Majesti, người Ý, sinh năm 1869 và qua đời năm 1896, một nhà truyền giáo dòng Scalabrinian, truyền giáo ở Brazil và đồng sáng lập dòng thừa sai Charles Borromeo các nữ tu dòng sacalamrinian cùng với các em gái của ngài là chân phước Asunta majesti cha giacomo ville sinh năm 1830 và qua đời năm 1912 là một linh mục dòng francisco người ý chị maria pia della croce tục danh notary madalene người ý sinh năm 1847 và qua đời năm 1919 nghìn là vị sáng lập dòng các nữ tu chầu thánh thể. Người công giáo Á Căng Đình mong mỏi năm giáo sĩ bị chế độ quân phiệt sát hại sớm được phong chân phước. Khi người công giáo ở Á Căng Đình đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 vụ sát hại năm giáo sĩ ở nước này, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Venosai bày tỏ sự ủng hộ của Ngài cho tiến trình xét phong chân phước tử đạo cho các vị nói trên. Đức Hồng Y Mario Poli nói, máu các vị tử đạo là hạt giống cho các Kitô tô hữu mới. Trong thỉnh lễ ngày 4 tháng 7, kính nhớ ba linh mục và hai chúng sinh bị thiệt mạng vào năm 1976. Có lẽ người ta sẽ không bao giờ biết chính xác ai là kẻ giết các ngài. Nhưng rất ít người nghi ngờ rằng các sát thủ đã hành động theo lệnh của các nhà lãnh đạo quân sự trong thời kỳ quân phiệt là những kẻ đã cáo buộc các linh mục cấu kết với chủ nghĩa Marx trong khuôn khổ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 vụ sát hại các giáo sĩ công giáo. Các giám mục công giáo Á Can Đình đã công bố các tài liệu liên quan đến vai trò của hàng giáo phẩm công giáo trong những năm khi Á Can Đình bị cai trị bởi chính quyền quân sự. Giáo hội công giáo tại Á Can Đình thường bị phê phán là chia rẽ trong thời gian cai trị quân sự từ năm 1996 đến năm 1983. Một số giám mục được coi là đồng minh của các nhà lãnh đạo quân sự bất chấp các vụ lạm dụng nhân quyền trong cuộc chiến tranh bần thỉu của chính phủ chống lại những người hô hào dân chủ. Đồng thời, một số giám mục và linh mục công giáo đã có những dấn thân nổi bật chống lại chế độ quân sự này. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chào mình Thánh Chúa mỗi ngày. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tất cả mọi người chào Thánh Thể mỗi ngày nếu có thể. Trong một video gửi cho đại hội thánh thể sắp diễn ra tại Genoa, Italia. Nhưng ngài hồng phúc được ban tặng cho chúng ta. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu hãy luôn luôn tôn vinh thánh thể. Đức thánh cha nói trong video gửi chủ tịch hội đồng giám mục ý là Đức Hồng y Banasco Angelo. Trích dẫn các tài liệu của Thánh Công đồng Vatican II, Đức thánh cha gọi thánh thể là một bí tích của tình yêu, một dấu chỉ của sự đoàn kết, một mối dây bác ái và Ngài mời gọi các tín hữu hãy để cho mình được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, để được kết hiệp huynh đệ với nhau và hợp tác trong việc xây dựng giáo hội và thế giới tốt hơn. Hơn nữa, tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người kính viễn Thánh Thể hàng ngày nếu được, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của cuộc sống. Bí tích Thánh tình yêu vô biên của Chúa Kitô và lòng thương xót của Ngài được bảo quản trong các nhà thờ của chúng ta và thường bị bỏ rơi Hãy đến để thân thưa với Ngài, để lắng nghe Ngài trong im lặng và để yên bình phó thác chính mình cho Ngài. Đại hội Thánh Thể sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 tại thành phố Genoa, phía Bắc Italia. khoảng hơn 10 người gồm các giám mục, các đại diện của các dòng tu nam nữ và các nhân viên của giáo hội từ một số giáo phận ở Syria đã tham dự khóa huấn luyện do Hội đồng Tòa Thánh Kho Unum đồng tâm cùng với Catholic Relief Service, Tổ chức Giáo hội Đau Khổ và Hội Messio tổ chức từ 29 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 gần Beirut, Liban khóa huấn luyện được tổ chức cho các nhân viên giáo phận đang điều hành các dịch vụ trợ giúp bác ái của giáo hội trước cuộc khủng hoảng nhân đạo để giúp các tổ chức bác ái công giáo và các giáo phận có những kế hoạch và thực hiện tốt hơn công tác cứu trợ họ đang làm trong bối cảnh của các cuộc khủng hoảng ở trung đông trong chương trình của khóa cũng có việc huấn luyện nâng cao năng lực xây dựng và quản lý các dự án tinh thần trách nhiệm và đào tạo thần học Khóa huấn luyện này nhắm tới các nhu cầu và yêu cầu mà các giám mục và các tổ chức Bắc Ái đã đưa ra trong kỳ họp vào tháng 9 năm 2015. Đó là lần họp thứ ba được tổ chức bởi Hội đồng Tòa Thánh kho Unum, tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria, Iraq và các nước láng giềng. Thông báo ban hành vào ngày 30 tháng 6 của Hội đồng Tòa Thánh kho Unum viết, Cuộc khủng hoảng ở Syria, Iraq và các nước láng giềng tiếp tục là tâm điểm của mối quan tâm của Tòa Thánh và cộng đồng quốc tế vì sự trầm trọng của những gì đã xảy ra trong chiến tranh. Từ khi cuộc nội chiến bắt đầu tại Syria vào năm 2011, đã có hơn 400.000 người chết và 2 triệu người bị thương. Hiện có hơn 12 triệu người ở Syria và 8 triệu ở Iraq cần được giúp đỡ. Năm 2015 Giáo hội Công giáo đã quyên góp được hơn 150 triệu Mỹ Kim để giúp gần 5 triệu người. Số tiền thường được dùng để trợ giúp việc giáo dục, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và nơi cư trú. Đức Thượng phụ Bechera Boutros Al-Rahi nói, không nên khích lệ các tín hữu Kitô bỏ vùng Trung Đông. Trong cuộc nói chuyện gần đây tại một giáo sứ ở Cincinnati, Hoa Kỳ, Đức Thượng phụ Bechara Boutros al-Rahi của Công giáo nghi lễ Maronite đã trình bày về tình trạng hiện nay và triển vọng tương lai của các Kitô hữu tại Trung Đông. Các cuộc xung đột Israel-Palestine là nguồn gốc của các vấn đề Trung Đông. Đức Thượng phụ al-Rahi, năm nay 76 tuổi, là người đã lãnh đạo giáo hội Công giáo Đông phương tại Liban kể từ năm 2011, đã đưa ra nhận xét trên. Đức Thượng phụ cũng nói thêm rằng các tôn giáo phải được tách biệt khỏi nhà nước, cả do Thái Lê Giáo lẫn Hồi giáo. Đó là một trong những điều kiện cơ bản cho một giải pháp chính trị lâu dài cho khu vực. Li Bang, một quốc gia với 4 triệu dân, giờ đây đang phải đón tiếp một triệu rưỡi người tị nạn Syria và 500.000 người tị nạn Palestine. Trong dịp này, Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng lên tiếng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ tố cáo quân khủng bố Hồi giáo IS và cộng đồng quốc tế phải chấm dứt việc buôn bán vũ khí cho các nhóm khủng bố. Thay vì khuyến khích các Kitô hữu rời khỏi Trung Đông, họ cần phải giúp đỡ các tín hữu Kitô được ở lại trong nước của mình. Họ cần phải ngưng ngay việc cung cấp vũ khí cho bọn khủng bố Hồi giáo IS và các thứ khủng bố khác trên thế giới. Khủng bố Hồi giáo Seleka hồi sinh tái chiếm 60% lãnh thổ Trung Phi. Hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã mở cửa năm thánh lòng thương xót đầu tiên tại nhà thờ chính tòa thánh Yuse ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Trước biến cố này, nhiều người tin rằng bọn khủng bố Hồi giáo Seleka chỉ còn là một hồ ma sóng vất vưởng ở biên giới với Chad. Tuy nhiên, trong một báo cáo gợi cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha Aurelio Gazira, một thư sai tại Cộng hòa Trung Phi, cho biết bọn khủng bố Hồi giáo Silica đã hồi sinh và đã đạt những chiến thắng lẫy lần. Quân đội chính phủ liên tục rút chạy khiến giờ đây bọn khủng bố đã kiểm soát được 60% lãnh thổ. Cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi đã bùng lên từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 giữa quân đội nước này và phiến quân Hồi giáo Silica. Do các yếu tố bất ngờ, đến cuối tháng 12 năm 2012, quân Hồi giáo đã chiếm được nhiều thành phố và ngày 24 tháng 3 năm 2013 chiếm được thủ đô Bangui. Lãnh đạo phiến quân là Misen Rotodia được đưa lên làm tổng thống. Quân Hồi giáo Seleka bắt tay ngay vào việc cướp bóc, hãm hiếp và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Nhóm Hồi giáo cực đoan này thực hiện âm mưu Hồi giáo hóa đất nước bằng một cuộc diệt chủng người Kitô giáo trên một quy mô kinh hoàng, đến mức chính Michael Yotodia đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đào vong ở nước ngoài hôm ngày 10 tháng Giêng năm 2014 để tránh bị bắt đưa ra trước tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại. Quân Seleka như rắn mất đầu và đã mất quyền kiểm soát trên hầu hết các thành phố lớn tại Cộng hòa Trung Phi và phải rút chạy sang Chad. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm qua, các khí tài chiến tranh được liên tục đưa lậu vào chat từ các quốc gia Hồi giáo nhằm hồi sinh quân Seleka. Cha Aurelio giải thích thêm như sau. Đã có những thông tin sai được đưa ra trên Internet. Theo đó, nhiều người Hồi giáo đã bị giết hoặc bị tra tấn dã man. Có ai đó đang cố gắng thúc đẩy tình trạng bất ổn. Trong tháng 6 đã liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc các viên chức cảnh sát ngay tại Bengui, thủ đô của quốc gia. Cha Gazera nhận xét rằng điều này khẳng định sự suy yếu thê thảm của chính phủ. Các giám mục Venezuela cầu nguyện cho quốc gia Các giám mục Venezuela đã quy cầu nguyện trước mình Thánh Chúa cho quốc gia hôm 7 tháng 7 trước khi bắt đầu cuộc họp kéo dài 6 ngày. Venezuela có tỷ lệ làm phát cao nhất thế giới tới 500%, và cuộc họp của các giám mục đang diễn ra trong bối cảnh một nạn đói khủng khiếp đang lan tràn, tình trạng bất ổn, bạo lực, cướp bóc, đánh nhau và căng thẳng chính trị. Ngày 1 tháng 7, một băng nhóm đã tấn công năm chúng sinh để cướp bóc. Trong những ngày gần đây, khi giá một quả trứng gà đã lên tới 20 mấy kim, hàng trăm phụ nữ đã vượt biên giới trái phép sang Colombia để mua thực phẩm và một phụ nữ đã bị bắn chết. Trong khi đó, các quốc gia Nam Mỹ trong khối Mercosur, tức là thị trường chung Nam Mỹ, đang cố gắng để ngăn chặn Venezuela đảm nhận trách vụ lãnh đạo theo kỳ hạn khối thương mại khu vực. Venezuela là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu, vàng, kim cương và một loạt các khoáng chất khác. Tuy nhiên, quốc gia này đang trải qua một cuộc khủng hoảng, trong đó hầu hết các người dân không thể tìm được thức ăn và thuốc men. Trong vài tháng qua, tình hình bất ổn xã hội đã lan rộng tại Venezuela. Người dân Venezuela tràn ra đường phố đòi hỏi các nhu cầu cơ bản của họ tấn công các xe tải chở hàng hóa và các cửa hàng để có được các nhu yếu phẩm. Các hoạt động hàng ngày của họ bị gián đoạn bởi điện nước bị cắt. Đó là kết quả với sự bỏ bê tu sửa các cơ sở hạ tầng cơ bản trong một thời gian dài dưới chế độ mị dân của Hugo Chavez, cầm quyền trong 14 năm cho đến khi qua đời vào năm 2013. Hugo Chavez để lại một di sản thê thảm cho Nicolas Maduro, một tên ngu dốt Trước đó làm tài xế xe bus, lãnh đạo công đoàn và là một ủng hộ viên vô điều kiện của Chavez. Đổi lại, Chavez bổ nhiệm Nicolas Maduro là thành viên quốc hội, rồi bộ trưởng ngoại giao, phó chủ tịch và sau đó là người thừa kế của mình. Maduro đã cố gắng bắt chước phong cách của Chavez, làm cho hình ảnh của Chavez trở thành bất tử chế ra các nghi lễ chiêm bái người tiền nhiệm mình và hình thành cả một trung tâm thờ phượng và chi tiêu hoang phí để tạo ra một giáo phái tin vào vị lãnh tụ vĩnh cửu. Dưới sự lãnh đạo bất tài của Nicolas Maduro, tham nhũng tràn lan đã đẩy nhanh đất nước vào bờ vực của phá sản và khủng hoảng. Cảnh sát Ai Cập cho rằng nữ tu Antanasia bị giết vì đàn lạc. Trong thông cáo được đưa ra hôm 6 tháng 7, được đọc tại tu viện Margazis và được gửi đến thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, cảnh sát tại Guze cho rằng chị Antanasia, một nữ tu chính thống cấp tiệt, đã bị giết vì đạn lạc chứ không phải bị khủng bố tấn công. Một ngày trước đó, tức là hôm thứ Ba ngày 5 tháng 7, chị athanasia đi trên một xe hơi cùng với tài xế và các chị em khác trên quốc lộ nối liền thủ đô cairo và thành phố alexandria để đến tu viện margaris ở katapa cảnh sát nói rằng khi xe đến gizeh chị athanasia bị trúng một viên đạn và đã qua đời cảnh sát tin rằng đó là một viên đạn lạc trong lúc hai gia tộc lớn có máu mặt ở địa phương đang bắn giết nhau Báo cáo ban đầu được gửi đến Fides nói cái chết của chị là do một âm mưu khủng bố chống lại người chính thống giáo cấp thiết Ai cập. Một nhà điều dưỡng Công giáo tại Bỉ bị phạt vì từ chối trợ tử cho một bệnh nhân. Một tòa án dân sự ở Leuven, bên Bỉ đã truyền rằng nhà điều dưỡng Thánh Augustino của Giáo hội Công giáo tại Bỉ không có quyền từ chối trợ tử vì dị lý do lương tâm. Theo luật pháp của Bỉ, các bác sĩ có thể từ chối tiêm thuốc độc nhằm mục đích kết thúc mạng sống của một bệnh nhân. Tuy nhiên, tòa án tại Leuven nói rằng điều khoản lương tâm này chỉ áp dụng cho cá nhân, không phải cho các tổ chức. Bệnh nhân trong vụ án này là một phụ nữ 74 tuổi bị ung thư phổi, cuối cùng được đưa ra khỏi nhà điều dưỡng để về nhà riêng của mình. Ở đó, một bác sĩ đã chích một liều gây tử vong. Tòa truyền rằng, nhà điều dưỡng Thánh Augustino phải trả tiền phạt là 3.000 euro, khoảng 3.320 Mỹ Kim, và 1.000 euro cho mỗi trong một ba đứa con của người phụ nữ đã chết vì các đau khổ không cần thiết về tinh thần và thể chất. Cộng với các án phí, nhà điều dưỡng Thánh Augustino sau một thời gian tận tình chăm sóc cho người phụ nữ này đã phải đóng phạt một con số lên đến hơn 10.000 Mỹ Kim. Amnesty International thông báo Mỹ ủng hộ các nhóm phiến quân Syria bất chấp tội ác chống các tín hữu Kitô của các nhóm này. Amnesty International, tức là tổ chức ân xá quốc tế, đã công bố một báo cáo về các vụ bắt cóc, tra tấn và giết người trong khu vực kiểm soát của các nhóm phiến quân Syria được Mỹ ủng hộ. Các báo cáo được công bố hôm 5 tháng 7 đưa ra một cái nhìn khác thường về cuộc sống thật sự là như thế nào trong các khu vực dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhóm phiến quân này đang được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và các nước trong khu vực như Qatar, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp những bằng chứng cho thấy, các nhóm này đang vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo. Thảo luận về chính sách khủng bố nhắm vào các Kitô tô hữu, báo cáo cho biết nhiều cư dân Kitô hữu là nạn nhân của các vụ bắt cóc trong các khu vực nằm trong tay phiến quân tại Aleppo và Idlib. Alep. Họ đã phải đối mặt với những vụ bách hại vì niềm tin tôn giáo của mình. Ba nhà hoạt động và hai linh mục được tổ chức ân xá quốc tế phỏng vấn cho biết, phiến quân Zahat Anusa và phong trào Hồi giáo Asharam Sham đã phá hủy các nhà thờ và gây ra những vụ bắt cóc các Kitô hữu tại Idlib. Họ nói thêm rằng một số gia đình Kitô hữu đã bị buộc cải đạo sang hồi giáo hoặc ra đi khỏi các khu vực này với hai bàn tay trắng trong hiểm nghèo. bọn ra hót Anusa tại Adlep đã bắt cóc một số lớn Kitô hữu để đòi tiền chuộc hay thậm chí là thủ tiêu họ để tịch thu nhà cửa và đánh cắp đồ đạc của họ. Đức cha Gervas Rosario than phiền về việc gia tăng các trường học Hồi giáo dạy các tư tưởng cực đoan, lên tiếng về các cuộc tấn công khủng bố ngày 1 tháng 7 giết chết 20 người ở thủ đô Dhaka. Một giám mục công giáo ở Bangladesh nói với thông tấn xã Fides của Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc rằng chủ nghĩa cực đoan đang sinh sôi nảy nở trong những người trẻ tuổi, một phần lớn là do sự thất bại của các gia đình. Đức giám mục Gervas Rosario của Rasahi nhận xét rằng nhiều bậc phụ huynh đã thất bại trong việc cung cấp các chăm sóc thực sự cho trẻ em, đặc biệt là bỏ bê việc giáo dục đạo đức cho họ. Ngài nói, họ để mặc cho con em mình tiếp xúc với các tư tưởng cực đoan và chúng ta không thể quên được những vấn nạn liên quan đến việc phát triển ô ạt các trường Marassa nơi người trẻ đang bị tẩy não và bị đào tạo với những ý tưởng cực đoan. Madrasas là từ chỉ các trường dạy kinh Koran miễn phí, nơi các thầy giảng kinh Koran đua nhau đưa ra những tư tưởng bạo lực và bất khoan dung tôn giáo. Đức cha Rosario ghi nhận rằng các thanh niên tham gia vào các vụ tấn công khủng bố tại Hakka đều xuất thân từ những gia đình giàu có và đang theo học tại các trường có uy tín. Bên ngoài của họ là các chàng trai tử tế, nhưng họ đã bị tẩy não bằng các tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hôm 1 tháng 7, một nhóm các thanh niên con nhà giàu có tuổi từ 20 đến 22 đã bắt giữ 20 con tin và sau đó thảm sát họ. Một trong số những tên sát thủ là Rohan Imtiaz Khan, tên này là con trai của lãnh tụ đảng Liên minh Awami. Đức cha kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Bangladesh như sau có những nhà lãnh đạo hồi giáo tại bangladesh này đã lên án bạo lực nhưng chúng ta còn phải làm nhiều hơn và phải làm điều đó cùng với nhau tất cả các lực lượng lành mạnh phải bắt đầu từ chính tổ chức mình hoạt động để mang lại các giá trị của hòa bình và khoan dung tại trung tâm của các chương trình nghị sự chính trị và cùng nhau đánh bại mối đe dọa khủng bố Di dân chiếm nhà thờ chính tòa Regensburg. Hôm thứ Ba mùng 5 tháng 7, một nhóm 40 nhập cư đã chiếm nhà thờ chính tòa công giáo tại Regensburg để đòi được ở lại Đức. Họ là những người di dân đến từ các quốc gia vùng Balkan và không được cấp quyền lưu trú vì thiếu các giấy tờ cần thiết. Những người nhập cư này đã được đưa đến các trung tâm chuyển tiếp trong vùng Bavaria là Ingolstadt và Regensburg để chờ ngày hồi hương phát ngôn viên của giáo phận Regensburg, cho biết giáo phận không đồng ý cho các di dân này chiếm nhà thờ làm nơi tị nạn. Tuy nhiên, cho đến nay, giáo phận cũng không lên tiếng kêu gọi cảnh sát can thiệp. Do đó, sinh hoạt của nhà thờ chính tòa bị gián đoạn từ thứ ba mùng 5 tháng 7 đến nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv net Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.